Đinh Quang Thái Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với phần tin tức nổi bật vào chiều ngày hôm nay. Gửi đi chào Đinh Quang Thái. Kính chào quý khán giả của Radio TV và anh Hoàng Trọng Thủy ạ. Liên tục trong mấy ngày qua chúng ta nói quá nhiều về cái vụ mà truy tố ông Trump ở Georgia. Nhưng mà đầu tiên đó, trước khi mình vào tin tức nổi bật ngày hôm nay không dính dáng gì đến vụ đó cả. Anh có gì cập nhật trong cái vụ truy tố ở Georgia? Thực sự ra bây giờ mình thấy rằng cập nhật thì phải mỗi 5 phút nhưng mà trước khi vào phòng âm uh, thì tôi có uh, xem được cái tin là ông cựu phó tổng thống Mike Pence ông nói dứt khoát là không hề ừ. có gian lận bầu cử tại Georgia. Mặc dù ông Trump thì ông hứa hẹn là tuần tới ông sẽ một cuộc uh, họp báo mà báo chí gọi là mystery tức là một cuộc họp báo rất là bí ẩn với những cái chi tiết mà ông chưa bao giờ tiết lộ. Hình như là thứ hai phẩm không? Thứ hai, ông, tức là ông tung trưởng ra, đó. ông bảo từ trước giờ à. ông chưa nói những chuyện này để chứng tỏ là bầu cử có gian dối. Có, thì có gian dối. À. Anh nói có gian dối, thì là anh xác nhận có gian dối. Ông, 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 nói ông, nói ông, ông nói như thế phải Ông nói như thế, có gian dối. Tôi đùa chơi. Thưa quý vị, ông Trâm nói thì chúng ta khó lường được lắm, bởi vì lúc thế này lúc thế kia. Nhưng mà cho tới phút này đó, thì gần như là không còn một cái lý lẽ nào để ông Trâm có thể bênh vực được cái chuyện. Nhưng mà anh, ra. anh có nghĩ là ông sẽ ra sợ cảnh sát không? Bởi vì tin tức chúng tôi ghi nhận đó là ông cảnh sát trưởng của quận phố Tân ông nói rằng chúng tôi sẽ đối xử với ông Trump với những đồng minh của ông không khác gì. Nó có cái khó khăn như thế này này. Yeah. Đây là một cái quyết định phải cân nhắc rất là kỹ. Bởi vì chúng ta phải để ý rằng ông Trump có 70 triệu cử tri bầu cho ông. Ông Joe Biden được 78 triệu. Đất nước Mỹ nó chia làm đôi. Một bên ủng hộ ông Trump, một bên ủng hộ ông Joe Biden. Thì bây giờ một cái hành động mà nếu ông Trump ông, ông đánh đánh phé đó, ông cân nhắc Ông bảo không ra trình diện, thì bị cảnh sát bắt không? Oh. Wow. Thì lúc đó, đúng luật pháp Hoa Kỳ, thì sẽ phải có lệnh bắt. Cái hình ảnh mà ông Trump bị bắt, ông sẽ trở thành thánh tử đạo. Oh. Cái đây là tính toán hoàn toàn chính trị và mang một mm. cái biểu tượng của nước Mỹ. Đôi khi, đó người ta chống lại một cái lệnh bởi vì người ta muốn trở thành một cái người thánh tử đạo. thánh tử đạo, không? ông trâm nó từng nói không được rồi ông bảo là tôi bị cái chuyện này đúng là vì rồi. quý vị đúng tức câu nói là như là Chúa nói tôi vào nói tù đó. vì các à, các anh như Chúa chúa耶稣基督 Kitô nói đó yeah. ta bị đóng đinh trên cây thập tự yeah. vì các con này. vì các con yeah. thì bây giờ ông trâm muốn nói câu đó thưa quý khán giả đã có nhiều người trong đảng cộng hòa họ nói thế này này please vui lòng thưa ngài tổng thống cựu tổng thống trâm ngài nên bỏ cái câu của ngài đi tức là cái giáo phái Trumpist của ngài đi. Bởi vì có rất nhiều người Mỹ giờ phút này họ tuyên bố thẳng thân nếu mà còng tay ông Trump, ông Trump đi tù là civil war, hmm. là nội chiến. Nhưng mà talk is cheap, người Mỹ họ nói câu đó, nói thì dễ lắm, nói, nói thì nó rẻ lắm. Phải hành động cơ, tôi không tin có nội chiến. Nhưng mà cái chuyện anh, anh, anh Thùy hỏi rằng liệu ông có trình diện không, ông không trình diện thì sao đó sở cảnh, cảnh sát tư. chứ sợ trình diện sở cảnh sát chứ không phải tòa biết, tòa nó tôi đó đọc cái tin đó rồi yeah. nhưng mà vấn đề thế này này Fulton County và Georgia sẽ phải cân nhắc liệu có muốn tạo cơ hội để cho ông Trump trở thành một thánh tử đạo không đã có một giai đoạn, <cười> đoạn <cười> truyền thông bảo thôi quên ông đi đừng nói tới ông nữa ừ. bởi vì ngày nào sáng ra Trâm chiều Trump trưa Trâm tối Trump đó thì cái hình ảnh cũng càng ngày nó càng được yeah. gọi là nhưng mà cái khổ không nói không được bởi vì cái vụ xử sẽ còn kéo dài mấy năm tới đây nữa và tin tức thì vẫn tiếp tục theo dõi ông Trump chưa kể thôi anh anh nghĩ sao khi đến ngày hôm nay sau lệnh truy tố lần thứ tư đó đa số những người trong đảng cộng hòa mình không mình chưa nói tới ga nhưng mà những người cộng hòa và kể cả các vị mà ở dân biểu trong quốc hội đó vẫn tiếp tục đứng đằng sau ông Trump tiếp tục ủng hộ Tôi xin trong. thưa là như thế này chúng ta phải nhìn cái vấn đề phân bổ về địa lý bầu cử tại nước Mỹ để hiểu được cái câu của anh Huy Huy nói trong mỗi cuộc bầu cử đó dân biểu hoặc nghị sĩ thì thứ nhất là các vị dân biểu đó họ phải nói theo cái cái ước mong của cử tri địa phương một ông dân biểu cộng yeah. hòa ông thừa biết rằng cái địa phận đó của ông đa số là người theo ông trump đó yeah. thì bây giờ cho kẹo ông không dám nói chống nói ngược lại đúng rồi. mặc dù thâm tâm ông yeah. thì ông không đồng ý đúng còn thượng nghị sĩ đó lên bang họ có một cái thế là 50 tiểu bang. Yeah. Cứ mỗi một tiểu bang chỉ có hai nghị sĩ thôi. Yeah. Tôi đưa một cái thí dụ về Texas đi. Cộng hòa là nắm đa số tại Texas nhưng mà mm. họ phải hiểu rằng có một bộ phận cộng hòa uh, dân xin lỗi, dân chủ tại Texas. Yeah. Có một số cử chi độc lập tại Texas. Thì họ không thể khơi khơi mà họ cứ bênh ông Trump một cách vô lối được. Mm. Họ phải chú ý tới cái thành phần cử chi dân chủ, cử chi độc lập chứ. Còn nếu mà một cái địa phận nhỏ thôi Thì họ toàn quyền Nhưng mà thưa anh Thụy Qua cái vụ phu tân cao này Tôi thấy cái điểm son của hiến pháp Mỹ Của dân chủ Hoa yeah. Anh cứ tưởng tượng chúng ta ngày xưa sống ở Sài Gòn đi ừ. Bây giờ cái quận uh, Quận 11 quận một, Quận 2 Quận 1, <laughs> là dân nhà giàu rồi Quận 11 đi Lúc trước ở Sài Gòn nó cũng tương đối nó không phát triển lắm yeah mà kiện ông tổng thống thư kiện ông thiệu chẳng hạn rồi sau đó bắt buộc ông thiệu phải ra trình diện mà chưa kể cảnh sát quận 11 bảo ông mà không ra trình diện là mà, ông có chuyện với tôi Ô, anh anh không anh, bao giờ anh, có chuyện đó cả anh, anh chỉ nói thí dụ thí dụ <laughs> thôi thì bây giờ nước mỹ đó cả thế giới họ nhìn vào vâng, bảo bây wow, giờ một cái quận nữa. một nền dân chủ cái quận phú tông nó bé bằng cái, cái kẹo gì? thôi à. <laughs> phải không? mà cái bà công tố viên của quận phú tông là yeah. bà fanny yeah. willis So với cả một trăm ngàn à, người khác của nước Mỹ, bà cũng không có Chưa gì ai biết bà cả. Vậy mà bà ra, gương mặt rất là lạnh ừ. lùng và khiến cho một ông cựu tổng thống hết ra lửa. Giờ ừ. phút này cũng cảm thấy là Can ăn không ngon, ngủ không yên với cái bà này. Thưa anh Thụy, cái lý do khiến nước Mỹ vẫn là biểu tượng của nền dân chủ trên thế giới, ừ. bởi vì qua những vụ xử này. Ừ chúng ta sẽ thấy rằng có những người trẻ mà họ kiện cái vụ gì đó ở bên uh, kiện cái vụ Montana đó hả? Montana đó à, dạ. bây giờ thì chúng ta đề cập tí chúng ta sẽ dạ. đề cập tới cho thấy rằng quyền công dân của nước dạ. mỹ tiếng nói công dân là số 1 lôn xộn, họ kiện chết luôn dạ. và đề tài uh, liên quan đến ông Trump vẫn không hết trong ngày hôm nay bởi vì không những ở tại quận Fulton County ở nước Mỹ này mà cái tên tuổi của ông hình ảnh của ông Trump và những gì ông làm đã gây ảnh hưởng quá lớn Chúng tôi muốn chuyển sang Argentina Thế nhưng trước hết như anh Thái vừa trình bày đó Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ Một nhóm nhỏ mà họ tuổi từ 2 tuổi tới 18 tuổi thôi Lẽ đương nhiên là có bố mẹ đứng đằng sau Và các tổ chức uh, uh, ủng hộ Cái việc mà bảo vệ môi sinh đứng đằng sau hỗ trợ Nhưng mà các em 2 tuổi tới 18 tuổi đã nộp đơn kiện lên Nỗ lực của tiểu bang Montana Không chấp hành một trong những điểm mà hiến pháp Montana đã từng đưa ra từ năm 1972 là chính quyền tiểu bang phải có nỗ lực để bảo vệ môi sinh. Thì mới đây, một bà tòa của tiểu bang Montana đã tuyên bố thuận theo ý của những người trẻ này. Họ lên án và trong đơn kiện họ nói rằng vì lý do tiểu bang Montana không đi theo những cái quy trình bảo vệ môi sinh, mà khổ nỗi thưa quý vị, Montana là cái tiểu bang từ xưa giờ là hầu, hầu nhất với thành viên của đảng Cộng hòa, đó, quốc hội đó. Họ không tin tưởng vào vấn đề môi sinh. Họ nói rằng đó là cái chuyện mà đảng Dân Chủ dựng lên. À, chí họ không tin vào những cái con số của các nhà khoa học đưa ra để nói rằng chúng ta cần à, tiếp tục à, phát triển than đá, chúng ta cần tiếp tục phát triển khai thác dầu, hỏa và tặng lờ tất cả những ý nguyện mà đặc biệt là của giới trẻ khi mà họ đưa ra trước hết là các thỉnh nguyện thư sau đó là đơn kiện lên thì bà tòa theo dõi và cho thấy rằng những em này bị ảnh hưởng và các thế hệ sau bị ảnh hưởng là đúng và, và như anh đã nói đó lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ vấn đề môi sinh mà một bà tòa ở một tiểu bang bảo thủ thuận theo những người trẻ này đó là dân chủ À, chúng ta thấy rằng cái quyền công dân của một đất nước dân chủ quan trọng ghê lắm nhưng mà dĩ nhiên là những người dân của các nước độc tài họ sẽ không thể hiểu được. Và tại sao một cái nước như nước Mỹ mà có những cái đứa trẻ 2 tuổi cho tới 18 tuổi đứng ra kiện một cú mà nó làm cả một cái tiểu bang phải rung rinh. Thưa quý vị, đó là khát yeah. nghiệm ước mơ của rất nhiều người dân trên thế giới được đặt chân tới đất nước này để sinh sống trên xứ sở hợp Trung Quốc hoa kỳ mặc dù nó có 100 thứ hỗn loạn chăng nữa ừ. thì nó vẫn là dân chủ chúng tôi tiếp tục với phần tin tức đỏ bật ngay sau phần quảng cáo mời quý vị theo dõi